Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12 nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trên mặt tiền đường số thuộc trục đường chính Phạm Văn Chiêu cây Trâm thuộc phường 9 quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố mặt tiền chợ với diện tích rất khủng, ngang 4, dài 21m. Được xây dựng với kết cấu một trệt đúc kiên cố 3 lầu này. Nhà mình có thể kinh doanh buôn bán tất cả các mọi ngành nghề luôn. Đây, với một kiểu nhà phố cổ điển, một căn nhà do chính chủ xây ở nha. Và giờ anh chị chủ nhà đã dọn ra ngoài ở rồi, cần bán lại. Với giá là 8 tỷ 600 triệu đồng, chúng ta vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nha. Chúng ta thấy này, cái bên là bán trái cây này, hoa quả. Và bên này có rất nhiều tiệm tạp hóa, tiệm các quán ăn, kinh doanh nhà thuốc Tây. Đây, một khu vực rất nhộn nhịp. Đây là chợ Phạm Văn Chiêu, mặt tiền đường số 3 thuộc được trục đường chính Phạm Văn Chiêu và trục đường cây Trâm. Đấy, con đường số 3 nối giữa hai trục đường cây Trâm và Phạm Văn Chiêu với đường số 9 nha. Kinh doanh rất nhiều ngành nghề luôn. Bên này có quán chả cá và bán gạo này, cơm này, tạp hóa rất nhiều. Đây là chợ mà, mặt tiền chợ khá là sầm uất và nhộn nhịp đấy. Và cùng Hưng di chuyển vào sâu bên trong nha. Rồi, chúng ta sẽ có một lớp cửa kéo bên ngoài. Cổng thì được ốp đá nha, trên thì được lợp mái thái. Và tiếp vào trong sẽ có một khoảng sân đậu xe máy hoặc là để xe ô tô, dài khoảng tầm 4m. Và có đổ bê tông phía dưới rồi, có dán gạch bên tường này. Một căn nhà mặt tiền đường số 3 nối giữa hai trục đường Phạm Văn Chiêu và cây Trâm thuộc phường 9. Và di chuyển vào trong này thì chúng ta có một bộ cửa chính bằng sắt ô kính cường lực. Tiếp trong sẽ là khu vực phòng khách nha. Căn nhà khá là dài đấy, ngang 4, dài 21m, không nhận đủ. Phòng khách sẽ được ốp gạch sàn 80, gạch màu trắng bóng kính nha. Và tường cũng được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m2 và sơn nước màu trắng hai bên. Trên thì có trần thạch cao sơn màu xanh và đèn led màu xanh này, có đèn chùm. Với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và giá tiền của nó là 8 tỷ 600 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nha. Di chuyển vào trong, đây là khu vực cầu thang. Một căn nhà mặt tiền cực dài, có thể kinh doanh buôn bán rất nhiều ngành nghề. Và tiền chợ mà, có thể buôn bán đồ chợ ở đây cũng rất tuyệt vời. Quán ăn, quán cơm hoặc là bán hoa quả, tạp hóa gì đấy. Đây là khu cầu thang, sẽ được làm mặt đá hoa cương, tay vịn và lan can bằng gỗ cam xe. Đấy, có một lớp gỗ che khu phòng bếp này. Và di chuyển vào trong sẽ là khu vực phòng bếp nha. Có một bức tranh gạch này. Đấy, bức tranh kính 3D. Phòng bếp trần thạch cao, đèn ăn và ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m rưỡi. Sàn vẫn là sàn gạch bóng kính 80, gạch màu trắng. Chúng ta có khu vực để tủ lạnh rất rộng này, và một bộ tủ bếp bằng gỗ cam xe. Một căn nhà chính chủ xây ở nha, xây mới có được có 1 năm thôi và giờ anh chị ấy dọn ra ngoài ở và cần bán lại, chuyển đi nơi khác, cần bán lại với giá là 8 tỷ 600 triệu. Phía cuối này là khu vực giếng trời nha cả nhà. Chúng ta vẫn có một bức tranh phong thủy, tranh kính 3D. Và giếng trời rộng khoảng tầm 3m2, thấu lên sân thượng luôn, rất là thoáng khí và ánh sáng. Phía cuối này thì chúng ta có một nhà vệ sinh này, ngang 4, dài 21m, công nhận trong sổ là 84m2 đất. Với giá tiền 8 tỷ 600 triệu đồng, chúng ta vẫn còn thương lượng. Nó có đầy đủ các công năng sử dụng như là sân đậu xe máy và ô tô.
phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước, phía sau. Và căn nhà mình thuộc hướng chính đông nha. Chúng ta cùng nhà Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Đây, kiểu cầu thang rẽ quạt. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đây là căn mặt tiền chợ, khá là sầm uất đấy. Mặc dù thiết kế không được bắt mắt cho lắm nhưng mà buôn bán thì rất tuyệt vời. Nó được cái vị trí nha cả nhà. Cửa vào phòng ngủ toàn bộ là cửa có cam xe nha, cam xe là. Sàn sẽ là sàn gạch giá gỗ 60. Toàn bộ sơn tường màu trắng không dán giấy nha. Chúng ta được làm phòng ngủ khá là rộng đấy. Trên thì có thạch cao luôn, đèn chùm, quạt điện. Phòng khá rộng này. Đây chúng ta thấy này, khá thoải mái và để đồ trong này rất tuyệt vời rồi. Vì căn nhà mình ngang 4 dài tới 21 mét mà. Phía ngoài thì có ban công đúc rất rộng, đúc tới 2 mét cơ. Đấy, thoải mái. Nếu nhà nào ở thì chúng ta mua cây kiểng về trồng thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Đây, phòng khá rộng này. Mỗi phòng thì có một toilet riêng, một khu vực rất nhộn nhịp, ngay chợ Phạm Văn Chiêu luôn. Đi ra một đoạn là chợ Thạch Đà nha cả nhà. Có thể kinh doanh buôn bán rất nhiều ngành nghề. Toilet này, đầy đủ thiết bị, bồn cầu, bồn rửa tay, vòi tắm, hoa sen, ống gạch lên gần hết tường, cửa gỗ, cam xe. Và sang bên này là khu phòng ngủ số 2. Vẫn như vậy, phòng cũng rất là rộng và thoải mái. Có sẵn nấu máy lạnh rồi, ta mua về chỉ sắm thêm nội thất là ok rồi. Giá 8.6 tỷ vẫn còn bớt mạnh nha. Đấy, một khu vực rất nhộn nhịp và phát triển, buôn bán rất là ok rồi. Theo Hưng là chúng ta mua căn nhà phố này cho thuê cũng rất tuyệt vời, hoặc là mua đầu tư cho thuê. Theo Hưng nghĩ là căn nhà này lên tới 35 triệu đồng một tháng nha, một giá rất là tuyệt vời vì nó là mặt tiền đường mà, rất có giá. Nhiều căn ở trong hẻm mà giá cũng 8 tỷ mấy rồi. Căn nhà phố này mặt tiền buôn bán được mà giá có 8 tỷ 6 thôi, có thể mua được. Nếu anh chị nào có mua vừa ở vừa buôn bán thì cũng có thể rất là hay. Và chúng ta di chuyển lên khu vực tầng 2 sẽ là phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Đây, cũng giống với phía dưới, chúng ta sẽ lướt sơ qua thôi nha. Nó có cái cửa sổ bên hông này. Đấy, giống như phía dưới thôi. Phòng khá rộng đấy. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 3, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Mặt tiền đường số 3, mặt tiền chợ luôn. Đây là phòng thờ nha cả nhà. Vẫn gạch như vậy. Đây, rộng rãi và bố trí sơn nước rất là trang nghiêm. Ra phía ngoài là khu vực sân thượng trước. Thì khoảng sân thượng này khá là rộng đấy, rất rộng. Có thể thoải mái trồng cây ở trên này. Đấy, đúc chuồng cu bên trên. Và di chuyển ra khu vực phía sau này là phòng giặt và sân phơi đồ. Đây, sân phơi của nhà mình. Tính trời hở này, trên đã lợp tôn rồi. Căn nhà chính chủ sẽ ở, mới ở được 1 năm thôi. Và làm hàng rào sắt xung quanh rất là kín. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý khách hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà đất bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video lần sau. Xin chào.